Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Có đám đông lớn tụ họp bên người, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: kìa người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay, vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Suy niệm. Trong các sách Tin mừng, dụ ngôn là một thể loại văn chương sử dụng những câu chuyện giàu hình ảnh, biến cố cụ thể để giúp người ta hiểu rõ một ý tưởng chính. Mọi chi tiết cụ thể không có cùng một giá trị. Thế nên, cần phải nắm cho được ý nghĩa toàn bộ của câu chuyện. Lúc đó chúng ta mới hiểu dụ ngôn. Hôm nay, trong bài Tin mừng, chúng ta có thể chiêm ngắm Đức Giêsu với thái độ của một con người hoàn toàn giản dị, bình thường như bao người khác. Đó là mầu nhiệm cao cả Thiên Chúa đặt vừa tầm với mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể tiếp cận với Thiên Chúa đang hiện diện giữa loài người. Hôm nay, chúng ta còn được nghe chính Đức Giêsu, lời Thiên Chúa đang nói với chúng ta. Nhưng chúng ta có đủ đức tin để cảm nghiệm được điều đó không? Hình ảnh người đi gieo hạt giống của câu chuyện dụ ngôn, Đức Giêsu dùng hầu hết các kiểu nói so sánh trong cuộc sống, trong công việc của các người dân quê thấp bé. Quả vậy, Đức Giêsu là một nhà quan sát tài tình. Người âu yếm nhìn ngắm mọi người sống chung quanh. Người đi gieo hạt gặp ba thất bại liên tiếp. Trước hết, một số hạt giống trước khi kịp nảy mầm đã bị chim trời ăn. Rồi khi mầm non mới nhú ra, đã bị nắng gắt làm khô héo trước khi triển nở. Sau cùng, mấy cây lúa lớn lên thì lại bị gai nhọn chèn ép làm chết nghẹt. Nếu nhìn thoáng qua như trên, chúng ta thấy người gieo giống thật thất bại vô ích. Nhiều khi chúng ta có cảm tưởng việc Chúa Giêsu làm và cái chết của Ngài trên thập giá cũng thất bại. Ngài chẳng được ai đón nhận, Ngài đã thất bại ê chề. Chúng ta tưởng rằng công việc loan báo tin mừng chẳng thấy kết quả nào. Thực vậy, Thiên Chúa không bao giờ thất bại. Chúa Giêsu nói với chúng ta: ai có tai thì nghe. Thực tế là thường con người ta dễ giả điếc, lòng ta khép chặt, ta không biết quan tâm đủ đến những dấu chỉ của nước Thiên Chúa, những dấu chỉ mà Thiên Chúa vẫn đang thực hiện, một mùa màng đang tiến triển.
và mùa thu hoạch gấp trăm đang được chuẩn bị. Dù bề ngoài xem ra thất bại, đó là hình ảnh của nước Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con cách nhìn của Chúa. Xin cho chúng con mở mắt, mở tai đón nhận lời Chúa.